Hà Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng đêm nay ngày mai 16 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh ta chịu ảnh hưởng rìa nam, do hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, kết hợp với áp cao lạnh lục địa phía Bắc, đang được tăng cường xuống phía Nam. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông đến nhiều nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trung bình từ 20 đến 30 độ. Cụ thể, khu vực phía Bắc tại Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ngày mai thời tiết khá lý tưởng, trời sẽ ít mưa hơn hôm nay. Tuy nhiên, giữa trưa là thời điểm tia cực tím tăng cao. Người dân cần che chắn kỹ càng và bổ sung vitamin C để bảo vệ sức khỏe. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 88 đến 92%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ khá dễ chịu khi dao động từ 18 đến 28 độ. Nếu như ban ngày trời nắng gián đoạn, thì mưa vừa đến mưa to sẽ xuất hiện vào chiều tối, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày ít nắng, mưa sẽ xuất hiện ở một vài khu vực vào đầu giờ chiều, nhưng lượng mưa không đáng kể và chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 88 đến 92%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, cán bộ đoàn thể mặt trận xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đã mang cây dâu tằm giống đến từng thôn, ngõ để cầm tay chỉ việc cho các hội dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đến nay đã có hơn 60 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm. Qua đó, giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phản ánh cụ thể nội dung này sẽ có trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các thành phố lớn trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.